Một ngày của bạn bắt đầu như thế nào? Những điều thường nhật, những sự chăm chút, dù nhỏ bé, đều nói lên phong cách sống mà bạn lựa chọn. Sẽ không có công thức để tạo nên phong cách riêng, ngoài việc được là chính mình, để lựa chọn những ưu tiên, nuôi dưỡng những yêu thương. Và ngay cả các thiết bị hay những món đồ thân thuộc mỗi ngày đều là phản ánh cho những lựa chọn. Đó có thể là sức khỏe của những người thân trong gia đình từ những quan tâm, kỹ lưỡng, chu đáo. Hay là yêu thương bản thân từ sự hạnh phúc và an yên bên trong. Và dù có là lựa chọn nào, bạn cũng đều trở nên một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Post Home hy vọng sẽ luôn đồng hành cùng bạn, tự do tận hưởng phong cách sống của chính mình.